Xin chào, hôm nay tôi cứu được hai con rái cá hoang dã sẽ bị lột lông bán cho Trung Quốc. Bây giờ bên đó rái cá lớn nhỏ gì họ cũng mua, vì dân Trung Quốc đang yêu thích làm nón, đội bằng lông rái cá. Ác giả mang luôn các bạn ơi. Nên Tiun muốn hướng dẫn các bạn dạy cho rái cá hoang dã ăn để biết cách chăm sóc, đừng để rái cá bị bắt bán cho Trung Quốc nữa nha. Tốt nhất cho ăn là phải để rái cá trong lòng thế này, xong rồi gấp thức ăn đưa cho từng đứa cho đến khi chúng học được cách ăn nhẹ nhàng và từ tốn. Tiếp đến, bạn hãy dùng tay của mình để đưa thức ăn cho rái cá, nhưng phải nhớ canh khoảng cách giữa tay bạn và lòng nhốt rái cá để tránh bị cắn. Cuối cùng, khi rái cá hoang dã đã thực sự thân thiện, chúng biết bạn thương yêu cho ăn và quan tâm chăm sóc, thì nó sẽ thay đổi rất nhanh chóng. Khoảng 2 tuần là bạn có thể vuốt ve một con rái cá hoang dã thế này. Đặc biệt là khi tiếp xúc với rái cá hoang dã, nếu nghe nó gầm gừ thì bạn phải dừng lại, còn im lặng thì không sao cả. Vậy nhé, hãy ủng hộ tôi cứu rái cá và động vật nguy cấp ở Việt Nam. Đừng tiếp tay cho người Trung Quốc giết hại động vật thiên nhiên của Việt Nam nữa, cũng là giúp cho người Trung Quốc tránh được những nhân quả xấu. Bạn thấy không, Trung Quốc ác quá nên nước họ đang chịu rất nhiều thiên tai và ô nhiễm môi trường đến mức tận thế.